Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 12 tháng 12 năm 2023, tức ngày 30 tháng 10 âm lịch, ngày Giáp Thìn, trực, định, tốt về cầu tài, ký kết hợp đồng, yến tiệc, tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Tuổi xung ngày, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy cục. Giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi tiền bạc chẳng lo thiếu trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Tỵ, tuổi Hợi và tuổi Tý. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, chính ấn cho biết công việc tiến triển thuận lợi, dù giao cho Tý nhiệm vụ gì thì bạn đều kết thúc mỹ mãn, để lại ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Tam hợp cục giúp đỡ Tý mỹ mãn trên con đường tài lộc, vận tài lộc ào ào vào nhà, bạn không cần lo lắng về tiền bạc, việc kiếm tiền dễ dàng hơn vì được quý nhân giúp đỡ. Sự hào phóng của con giáp này trong việc bố thí, cúng dường làm phước cũng giúp bạn thuận lợi hơn trong vấn đề làm ăn. May mắn thay, đào hoa vượng, người độc thân tuổi này dễ gặt hái được hạnh phúc, người đang yêu được tận hưởng mật ngọt của tình yêu. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, muốn đạt được thành công, bạn hãy tập trung vào hành động. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, làm hết sức trong khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, hôm nay gia đình bạn làm gì cũng thuận lợi và có tổ tiên nâng đỡ. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, có thêm tin vui sắp ghé thăm gia đình bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng không đầu hàng trước khó khăn. Con số may mắn, 1, 6, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, tương phá lâm vận, nhắc nhở những bạn tuổi Sửu nên cẩn thận với đối thủ làm ăn, kẻo người ta đặt điều lật đổ bạn. Ngày này không thích hợp cho việc mở hàng, khai trương hay xuất kho, ký kết hợp đồng vì dễ gặp nhiều vấn đề khó xử lý. May thay, nhờ có chính tài nên tài lộc của con giáp này vẫn cực ổn. Nhờ thu nhập từ công việc chính đem lại và những khoản tiền thưởng nhỏ mà tinh thần bạn cũng được an ủi nhiều phần. Nhưng điều đáng nói nhất trong ngày đó là Sửu hơi tiêu cực trong tình yêu, hay ép buộc nửa kia quá đáng và ghen tuông vớ vẩn. Ngày nay tránh tranh cãi với người thân vì người phải chịu tổn thương nhiều nhất chính là bạn. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, đừng tin ngay vào câu chuyện mà bạn được kể cho nghe. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, tài chính ổn định, không phải lo toan. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, hôm nay cơ thể mệt mỏi nên không có hứng làm gì cả. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, việc gì cũng là nhờ bản thân tự lực cánh sinh làm, không có ai giúp. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, nên trân trọng những người giúp đỡ bản thân lúc khó khăn. Con số may mắn, 5, 8, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, be, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, tỷ kiên lâm vận, nhắc nhẹ con giáp tốt bụng này nên bớt sống bao đồng và bớt giúp đỡ người khác quá nhiệt tình, kẻo lại thất vọng. Người làm kinh doanh thì nên khéo léo, kẻo dính vào lùm xùm thị phi. Nhờ tam hội nên tài lộc hanh thông, hôm nay rất thích hợp cho những buổi tiệc tùng, hẹn hò. Dần có thể đón nhận những niềm vui bất ngờ liên quan tới tiền bạc. Bên cạnh đó, bạn cũng được người thân an ủi và hỗ trợ khá nhiều trong những lúc khó khăn. Này là ngày đẹp dành cho tin vui liên quan tới con cái, sinh nở và tỏ tình, đoàn tụ với người thân. Bạn cũng là người sống chan hòa, hiền lành, khéo cư xử nên được khá nhiều người quý mến. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, phúc có được là do tu tâm dưỡng tính. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, hãy nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày, đừng tham việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, điều gì thực sự là của bạn, cuối cùng sẽ là của bạn, chớ tranh giành. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mộc, hôm nay sức khỏe của bạn tốt hơn hẳn mọi ngày. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ, không hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ. Con số may mắn,
0, 3, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, đỏ, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Mão, kiếp tài lâm vận nên Mão sáng ra đã thấy khó chịu, tâm trạng không tốt, bạn dễ bị kích động hoặc tranh chấp lời qua tiếng lại với người khác, công việc không vui, gặp nhiều cản trở do người khác đem tới. Tiền bạc cũng không ổn, con giáp này nên cẩn thận kẻo mất tiền, mất của khi tương hại đe dọa. Ngày này đừng mua bán tài sản có giá trị lớn, không cho người khác vay mượn tiền nong, của cải kẻo mất trắng. Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm thì năm tháng sẽ chẳng thể bị đánh bại. Vì thế nên Mão đừng quá buồn vì những lời khó nghe của người khác dành cho mình trong lúc này, vì họ vốn dĩ chẳng thể so bì được với bạn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy tha thứ cho chính mình để cuộc sống mở lòng chào đón bạn thêm lần nữa. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, bạn luôn vạch sẵn kế hoạch cho những việc mình làm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, trong cuộc sống, người giỏi hơn nhiều nhưng thua mình cũng chẳng phải ít. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, càng khiếm khuyết lại càng phải thêm cố gắng để bù đắp những thua thiệt của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tuy khó tính nhưng lại hay được người thân giúp đỡ. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, tử vi hôm nay cho biết tuổi Thìn mệt nhọc, hôm nay sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, bạn làm việc gì cũng không yên tâm được, hiệu quả công việc vì thế mà sa sút. Sáng nay nếu có hẹn thì bạn nên đi sớm, đừng để trễ giờ kẻo mất mối làm ăn ngon. Bù lại, đừng tài vận khá ổn nhờ thiên tài nâng đỡ. Người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm thì nguồn thu nhập cũng không đến nỗi nào. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Tự hình cho thấy tâm trạng của bạn không ổn nên đừng ai làm phiền tới bạn trong ngày này. Nếu như không muốn thì nổi nóng vô cớ. Mối quan hệ đôi lứa nảy sinh nhiều khúc mắc, bất đồng quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, xác suất bạn gặp được quý nhân trong ngày này rất cao. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hôm nay làm việc gì cũng phải chậm rãi, không hấp tấp. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy tự hào vì bản thân đã chăm chỉ và cố gắng hết mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi để nạp thêm kiến thức. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ biết được những ưu điểm của mình và tìm cách phát huy khả năng ở mức cao nhất. Đáng khen cho bạn là con giáp khôn ngoan, khéo léo, nên biết bản thân sai là sẽ nhận và sửa, không thích trốn tránh. Thực thần trợ mệnh nên tài lộc của con giáp này khá khẩm, may mắn nhận được những khoản tiền lộc bất ngờ. Khuyến khích Tỵ trong ngoại giao khéo léo để thu được những mối làm ăn lớn cho mình trong thời gian này. Đừng tình cảm vì hỏa thổ tương sinh, nên tình cảm của bạn và người ấy vẫn mặn mà, ngọt ngào. Nay nhiều bạn có cơ hội được ở bên gia đình, tâm trạng được cải thiện rất nhiều và cơ thể cũng đỡ mệt hơn hẳn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đừng nghe theo lời khuyên của người khác hoàn toàn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy cố tận dụng tất cả thời gian bạn có thể để ở bên gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy làm việc chăm chỉ nhưng đừng ưu tiên công việc hơn cả gia đình, bạn bè hay kể cả chính bản thân mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thương quan lâm vận nên tuổi Ngọ khó thăng tiến, làm gì cũng phải từ tốn, đừng hấp tấp, kẻo hỏng hết việc. Hãy cố gắng làm việc nghiêm túc, tập trung toàn tâm, toàn ý để không phải hối hận. Trong ngày này, lịch ngày tốt khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong. Nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo trang sức đắt tiền. Cầm điện thoại đi đường cũng nên chú ý trước sau, kẻo gặp cướp. Đường tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ ngũ hành hỏa sinh thổ. Ngọ ăn ở hiền lành, luôn giữ được trái tim lương thiện. Mỗi lời nói, việc làm đều không thẹn với lòng, chứ không phải uốn lưỡi hay thảo mai vì người khác. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đường khó đi là do bản thân chọn, đừng than vãn trách móc quá nhiều. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nên hoan hỉ cho mọi lỗi sai của bản thân trong ngày này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ,
Hỏa, hôm nay có nhiều chuyện rắc rối sẽ tìm đến bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ. Thổ, càng lớn lên lại càng thấy mình nhỏ bé và muốn được sống ở nơi yên bình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ. Mộc, đừng bao giờ ngừng cố gắng trong bất cứ chuyện gì. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, đỏ đô, quý nhân phù trợ. Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, nhờ sự tính toán giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng nên con giáp này sẽ biết mình cần phải làm gì cho tương lai. Mùi không cần bất cứ ai góp ý và xen vào công việc của mình khi bản thân chưa lên tiếng nhờ vả người ta. Chính tài trợ lực giúp Mùi tự tin hơn hẳn trong vấn đề tiền bạc vì lương lậu ổn định. Có thêm việc làm ngoài giờ, bạn cũng là con người nghiêm túc trong công việc nên những khoản tiền thưởng bạn sắp được nhận là hoàn toàn xứng đáng. Vận trình tình cảm ở mức bình ổn do thổ thổ tương hòa. Mong bạn sẽ luôn tin rằng mọi chuyện mình đều có thể vượt qua, mọi lần vấp ngã đều có thể đứng dậy. Sự mạnh mẽ, kiên trì khiến bạn ghi điểm trong mắt đối phương. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn luôn thích mọi người lắng nghe mình và cũng thích giúp đỡ những người đang bế tắc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, chìa khóa để yêu bản thân là tập trung vào những gì mình có hơn là những gì mình không có. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tích cực bắt chuyện với người khác giới sẽ giúp bạn sớm có tin vui. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, bạn đang có ai đó giúp đỡ âm thầm, họ là người thật sự tốt tính. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường: trắng, nâu, quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, thiên quan lâm vận nhắc nhở tuổi Thân nên cẩn thận hơn trong làm ăn buôn bán, kẻo bị mất hàng hóa hoặc bị nhân viên cấp dưới gian lận. Ngày này không tốt cho những vấn đề liên quan tới kiện tụng, mua bán lớn, thăng quan tiến chức, thi cử. May mắn là tài lộc vẫn đi lên nhờ có tam hợp cục. Tài chính khả quan, hãy tự tin rằng bạn có thể thoải mái tiêu xài những thứ mình thích. Trong lúc người khác chật vật thì con giáp này đã tự tìm ra lối thoát cho mình để sớm trả được nợ, ký được hợp đồng mới. Hãy cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội để yêu và được yêu. Thay vì mong đợi tình yêu từ ông trời xe duyên thì người phù hợp với bạn đang đến với bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, trong bất cứ vấn đề gì, bạn đều tư duy theo cách tích cực nhất có thể. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn giúp đỡ được rất nhiều người trong ngày này. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, luôn tâm niệm bản thân phải sống thật hiền lành thì quả ngọt sẽ đến. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nếu như trong bạn vẫn tồn tại tư duy trì hoãn thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hãy trân trọng và sử dụng thời gian một cách hợp lý hơn. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường: bạc, nâu, quý nhân phù trợ: Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, chính quan trợ lực giúp những bạn tuổi Dậu đang gặp khó khăn, bị ức hiếp, dám đứng lên bảo vệ bản thân. Những người đang mong tin tức tốt từ việc thi cử, xin việc, làm visa, phỏng vấn hoặc thăng quan tiến chức sẽ gặp may mắn khá bất ngờ. Lục hợp trợ mệnh nên đương số hoàn toàn may mắn trong đường tiền bạc. Những người đang phải đối diện với nợ nần thì nên bình tĩnh, không có hoàn cảnh xấu, chỉ có người chưa tìm ra cách giải quyết. Này, nếu bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng, nên đừng tốn công buồn bã làm gì hết. Những việc bạn làm với niềm vui và tình thương đôi khi chính là chất xúc tác, tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống của bạn vào ngày này. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bạn không nên đem chuyện của bản thân ra kể trong ngày này. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe mỗi khi trở trời. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, nên xem lại thái độ của bản thân trong lúc nóng giận. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, bạn có thể làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, bất kỳ ai dìm bạn xuống, họ đều xứng đáng thua bạn. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường: trắng, xám, quý nhân phù trợ: Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, tương xung lâm mệnh nên không tốt cho đường sự nghiệp của Tuất hôm nay. Khả năng thành công khá thấp, có thể xảy ra tranh giành, nói xấu sau lưng trong công việc vì quyền lợi. Đối phương có thể bày mưu tính kế, đẩy bạn vào rắc rối.
May mắn được thiên tài giúp đỡ nên Tuất cũng không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuất chăm chỉ chịu khó số 2 thì không ai số 1. Bạn cũng biết chi tiêu, tính toán tiền bạc để cất tiền phòng lúc khó khăn. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng, kẻo lại bị vạ lây trong ngày xấu này. Nếu đối phương đang tỏ thái độ lạnh nhạt với bạn thì chính là họ đang chán bạn và muốn bạn chủ động nói lời chia tay. Bạn đừng nên tiếc nuối kiểu người này. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa. Càng trưởng thành càng cảm thấy đầu tư cho chính mình mới là thông minh. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ. Bạn sẽ gặp phải những chuyện không theo ý mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc. Nếu đi đường xa, hãy cẩn thận xe cộ, ốm đau bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim. Hôm nay bạn không nên ăn nói bừa bãi, kẻo mắc sai lầm lớn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy. Cần phải cẩn thận hết sức trong mọi vấn đề liên quan tới gia đình. Con số may mắn, 5, 8, giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, tím, quý nhân phù trợ, ngọ, dần. Tử vi tuổi Hợi, thiên ấn chiếu mệnh, khuyến khích người tuổi Hợi trong công việc phải ăn to, nói lớn, nói đi đôi với làm để thu được thành quả lớn lao. Với người làm chủ, khi ký kết hợp đồng làm ăn, vì đôi bên có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, nên quá trình làm ăn chung rất suôn sẻ và rành mạch mọi thứ. Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho con giáp này. Công việc cũng không có gì đáng ngại, nên tiền bạc của bạn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng những ai đang muốn làm ăn lớn thì nên dừng lại vì rất nguy hiểm. Tình duyên không mấy tốt đẹp do thổ thủy bất dung. Người ấy tỏ rõ sự không hài lòng khi bạn không có thời gian chăm sóc cho tổ ấm của gia đình. Bên cạnh đó, hội độc thân có nguy cơ bị người cũ làm phiền hoặc gặp rắc rối trong những lần hẹn hò. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa. Không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ. Cảm thấy tổn thương và thất vọng vì đối phương. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc. Công việc thu về thành quả đáng mong chờ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim. Buông bỏ và nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mọi thứ. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy. Tình cảm giữa cha mẹ, con cái không mấy hài hòa. Con số may mắn, 1, 4, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đánh giá tử vi ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Hợi, Tý. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tuất, Sửu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!